Làm sao đây? Đột nhiên ảnh thay đổi như phụ nữ vậy. Có khi nào sau này anh thích đàn ông rồi bỏ mặc ba mẹ con tôi hay không? Không có nghiêm trọng đến vậy đâu. Tại nhất thời ảnh ham chơi thôi. Nè, có khi nào áp lực công việc của ảnh quá lớn làm cho chỗ này bị mát rồi không? Chồng tôi làm gì mà mát ở đây chứ? Nè 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 nè, để tôi đến đài truyền hình hỏi Thọ Thọ. Dù gì cũng có nhiều người gọi điện đến tư vấn. Trời ơi, chị cũng biết tên gọi của người ta là Thọ Thọ. Chị tin ổng hả? Đừng nghe chị số 7. Nhiều lúc đàn ông họ nghĩ gì chúng ta thật sự cũng không hiểu. Tôi cũng không hiểu. Lúc chồng tôi ở bên con nhỏ đó đã nghĩ cái gì? Tôi cũng không hiểu. Tại sao chồng tôi lại nhẫn tâm bỏ hai mẹ con tôi? Vậy chúng ta phải đi kiếm người đàn ông nào để hỏi đây? Nè ba chị đẹp, không đi chơi bạc chưa hả? Đàn ông? Có người đàn ông trước mắt, đừng bỏ lỡ. Vậy chọn ảnh đi. Hả? Hỏi gì vậy? Mấy chị muốn sao đây? Anh là đàn ông mà. Mấy chuyện này chỉ có anh mới giúp được chúng tôi thôi. Sao hồi đó tìm ra ông chịu nói? Nói chuyện tình cảm mà, ở tiệm trà rất đông người, sao mà nói? Chuyện tình cảm, mấy chị có chồng rồi mà. Chính vì có liên quan đến chồng. Nói chuyện mấy chị và chồng của mình có phải không? Không có vấn đề gì, mấy gia đình rất hạnh phúc mà. Tôi cũng tưởng là vậy. Ai về gần đây tôi phát hiện chồng tôi. Cổ phát hiện chồng của cổ thích làm phụ nữ. Phải đó, ảnh lén lút lấy mỹ phẩm của cổ để trang điểm, chân diện như con gái, giữa đêm khuya sàng qua sàng lại. Chà, cự chị giọng nói giống y hệt con gái vậy đó. Anh Tổ có nói gần đây áp lực rất lớn không? Có phải hai người cãi nhau không? Áp lực? Thì chỉ có lúc trước ảnh hay đi nhảy thôi. Tôi có gọi điện, ảnh cũng không thèm nghe. Uống đến say xỉn mới chịu về nhà. Chúng tôi chỉ cãi nhau có một chút thôi, nhưng cũng đã làm hòa rồi. Đàn ông thật ra khác xa với phụ nữ đó. Họ không muốn để người khác cảm thấy mình là một kẻ rất yếu đuối, cho nên có chuyện gì không vui họ đều giấu trong lòng, sau đó tìm một cách khác để mà trút ra, chẳng hạn như là uống rượu nè, chơi game nè, coi đá banh nè. Anh Tổ với là phụ nữ thật ra cũng là một trong các giải pháp đó, nhưng mà hơi đặc biệt một chút. Hơi đặc biệt một chút cũng phải đó, muốn trút ra có rất nhiều cách, nhưng giả làm phụ nữ thì hơi quá đà chút. Nè, có khi nào bệnh của anh càng lúc càng nặng không? Có khi nào giả riết rồi ghiền luôn, sau đó anh sẽ thay đổi làm phụ nữ luôn hay không? Chị đừng có căng thẳng quá. Điều quan trọng bây giờ là người nhà phải quan tâm tới ảnh. À phải, chú Mễ Đạt Đạt Phương Phương có biết chuyện này hay không? Dĩ nhiên là không biết, là sao tôi dám nói cho họ biết? Họ biết chắc sẽ hoảng sợ lắm. Thật ra chính tôi cũng không dám hỏi thẳng ảnh nữa. Tôi sợ ảnh nổi giận, tôi không biết phải làm sao để đối mặt. Bao lâu rồi hai người không đi chơi, sống thế giới riêng của hai người? Cũng lâu lắm rồi, từ khi có hai đứa con, chúng tôi hiếm có dịp đi chơi. Quan hệ vợ chồng lâu ngày sẽ gặp tình trạng gọi là khu vực cổ lọ đó. Có lẽ anh Tổ cảm thấy dù về mặt công việc hay là kinh tế đều có áp lực rất lớn, thêm vào đó cuộc sống vợ chồng lại càng đơn điệu, cho nên mới ham mới mẻ và ham cảm giác mạnh đó. Vậy tôi phải làm sao để giúp chồng của tôi? Hãy tạo nhiều thú vui cho ảnh trong cuộc sống, cho ảnh cảm giác mới mẻ và thú vị. Cảm giác mới mẻ, tình túy, thú vị. Chỉ cần giúp được chồng của tôi thì có làm gì tôi cũng thử. Dạ, anh muốn sau này em là bạn nhảy của anh. Chỉ nhảy thôi hả? Là bạn nhảy của nửa đời sau. Bây giờ anh đặt cọc trước nha. Đợi khi nào anh kiếm được tiền, anh sẽ chính thức cầu hôn em. Đang nhớ chuyện trước đây nhảy với anh Tổ phải không? Hồi đó anh Tổ đang tỏ tình với tôi trong sàn nhảy. Nhưng nói thật nha, hồi đó đi học, cái gì tôi cũng giỏi hơn cô. Nhưng mà về mặt khiêu vũ, tôi cũng công nhận là mình dở hơn cô. Có thật là tài giỏi vậy không? Mau biểu diễn nhà gì cho tôi coi đi. Phải đó. Đi. Đi.
da, đau quá. Sao vậy? Sao rồi? Trời ơi, sao mà vụng về quá vậy? Trời, nhảy một trời khớp luôn rồi. Tôi tưởng tay chân của cô không thể ráp lại được nữa đó. Trời ơi, sao mất phong độ dữ vậy, làm tôi thất vọng quá. Đã mười mấy năm rồi không có nhảy, dĩ nhiên là xương cốt cứng hết rồi. Trước đây thực sự tôi là nữ hoàng khiêu vũ đó. Trời, cô cũng biết nó là trước đây, mười mấy năm trước lận. Khờ quá. Không được cười. Nè, đúng là bây giờ khác xưa rồi. Giống như tôi so với con hở lưng đó vậy. Dù là dung mạo, cử chỉ, khí chất, tôi cũng đều hơn nó. Chỉ có duy nhất tuổi xuân là tôi thua nó một chút xíu thôi. Không sao, vì chồng tôi, thế là tôi cũng tập lại được. Cùng lắm là ép mình đi đăng ký học lại. Vậy tôi ủng hộ cô. Cố lên. Cô đừng nghĩ là đuổi kịp tôi thì đeo đuổi được tôi nha. Đàn ông con trai, không thích thì nói không thích, sao lại tránh né người ta? Nhỏ mọn quá. Đàn ông con trai cũng phải chuẩn bị sẵn tâm lý chứ. Em hiểu. Vô chết chưa được bao lâu, anh không thể đến với người khác nhanh như vậy là chuyện bình thường thôi. Nhưng em đâu có ép buộc anh yêu em. Chẳng lẽ làm bạn cũng không được sao? Vậy có cùng tham gia cuộc thi đua xe dựng địa hình không? Cùng tham gia. Tóm lại em sẽ thường xuyên luyện tập. Anh thích tập thì tập. Cam Thành Tuấn đáng ghét. Kêu đừng tới thì không tới. Gái, vậy sẽ là một mình buồn lắm nha. Phải đó, chạy với tụi anh đi. Nếu mình tụi anh massage cho. Làm gì mà em chạy với thân anh vậy? Phải đó, thoát không khỏi đâu. Cẩn thận đi em gái, để anh chị em chạy xe đạp nha. Đi lại. Đi lại coi, cái đồ hư xe của tao hả? Đền 2000 đi. Lên xe, ôm chặt vào. Bỏ chạy hả? Được rồi, hai thằng quỷ đó không có đuổi theo nữa. Sao lại gây với hạ người đó? Nè, anh tưởng là em muốn sao? Là anh không chịu tập với em mà. Nè, thì đâu có đó không tới, để con không đợi thôi. Làm sao em biết được? Em tưởng anh tránh mặt em nữa. Anh tới mà không chịu nói với em. Hai thằng quỷ đó không đánh em cũng làm em hoảng sợ đó. Tất cả cũng tại anh hết à? Thôi được rồi, xin lỗi nha, hết giận chưa? Dĩ nhiên là chưa, còn chiếc xe nữa. Chắc chắn hai thằng quỷ đó đã phá banh chiếc xe của em rồi. Tất cả tại anh hết. Đồ quỷ đó. Không cho anh chết sớm như vậy đâu. Để ngày mai tôi ráp xe cho cô, rồi cùng cô đi tập luyện được chưa? Anh chịu cùng em tập luyện sao? Chịu, mắt con cũng bị chọc ghẹo nữa. Vậy có phải là bạn lại không? Bạn? Chỉ như là bạn rồi.
Sắp ăn cơm được rồi. Còn má đưa Tina xuống công viên chơi. Alo. Alo. Đợi chút nghe. Chắc chắn là con nhỏ nó gọi. Có lẽ là không phải. Mình phải tin tưởng anh Tiêu chứ. Mình nhất định phải tin tưởng anh mới được. Nếu không phải nó gọi tới, tại sao lại trốn trong bếp nghe chứ? Không được. Mình không thể nghe lén anh nói điện thoại. Mình đâu có nghe lén anh nói điện thoại đâu. Mình vô bếp rót ly nước thôi mà. Chắc em nghĩ Angela gọi cho anh phải không? Nên định nghe lén anh nói điện thoại hả? Không có. Làm gì có chuyện đó. Nếu anh nói không phải, em cũng đâu có tin đâu. Nếu không phải là cô gọi cho anh, tại sao anh lại phải trốn trong bếp nói có vẻ bí mật vậy? Vừa rồi là điện thoại đường dài, sống không được tốt lắm nên mới vô bếp nghe thôi. Lần trước anh cũng nói với em là gặp khách nước ngoài. Rốt cuộc là anh đi gặp ai? Chẳng phải là gặp cô chủ nhỏ của anh sao? Kêu em làm sao tin đây? Thôi được rồi, sau này anh không gặp cổ nữa. Tụi anh không thể hợp tác, không thể làm giàu được, cũng đâu có gì lớn lao đâu. Cùng lắm căn nhà cao cấp của chúng ta không bán được, đã thành tài sản thế chấp. Sau đó phải bán luôn căn nhà này để trả nợ. Chà, cả bốn người cùng nhau nằm ngoài đường cũng tốt ghê đó. Những túi sách của tôi. Xin lỗi để em phải đợi lâu. Đợi anh đã 7 năm. Anh nghĩ coi có lâu không? Em thì là khéo nói đùa. Em không nói đùa đâu. Anh có nhớ thứ bảy tuần này là ngày gì không? Thứ bảy à? Là ngày gia đình đó. Là kỷ niệm 7 năm anh tỏ tình với em đó. Chuyện lâu như vậy mày còn nhớ sao? Em còn nhớ. Hôm đó anh tới nhà em tỏ tình với em. Từng lời nói của anh đến bây giờ em vẫn nhớ rất rõ ràng. Nhưng hôm đó em đã từ chối anh, làm anh rất quê. Sau đó anh không dám nhắc tới nữa. Trước đây không thể đâu có nghĩa là bây giờ không thể. Anh không hiểu ý quê. Ý em muốn nói chủ nhật này đến biệt thự của em, chúng ta gặp mặt. Tập. Chẳng phải anh nói tầm công ty của em làm việc sao? Hợp đồng em đã chuẩn bị rồi. Em để đi thôi. Nếu như anh chỉ ký thì sẽ là cộng sự kiêm cổ đông của công ty. Nay mai em sẽ đi công tác. Nếu như anh là cộng sự của em, anh có thể quản lý công ty đó giùm em. Em có mua ra rồi. Em nghĩ anh sẽ không thấy em thất vọng nữa. Tạm biệt.
Anh Tiêu. Hả? Trời ơi, anh làm gì xẹt ra như ma, muốn nhát chết tôi sao? Nè, xem ra Angela dù trong công việc hay tình cảm cũng muốn nuốt sống anh đó. Vậy tức là anh đã nghe hết trơn rồi. Mình có thể làm ông chủ, tự mình đứng ra kinh doanh, có đàn ông nào không muốn chứ. Anh dám liều như vậy sao? Anh lấy quan hệ vợ chồng của anh ra đặt cược hả? Anh không sợ thằng đá banh mới dung liến sao? Anh yên tâm đi, theo dự đoán của trận đấu, chỉ cần tôi giữ vững phòng thủ ba tuyến, nhất định sẽ thắng lớn. Phòng thủ ba tuyến? Thứ nhất là không uống rượu, không uống rượu sẽ không bị lãng phí. Thứ hai, mặc thêm vài cái áo, có gì rụt rịch. Đợi cởi hết áo. Thứ ba, chỉ cần tôi để tấm hình cả nhà trong bếp tiền, nếu thực sự người như lửa bốc, chỉ cần mở cái bếp ra coi, nhìn thấy tấm hình cả nhà, lập tức tỉnh mộng. Có người đẹp tìm đến tận nơi, ba tuyến phòng thủ của anh có chắc ăn không đó. Cả với tôi đi. Được thôi, đầu này nha. Để coi sao. Anh Bôi. Hãy tạo cho ảnh nhiều thú vui trong cuộc sống, cho anh cảm giác mới mẻ và thú vị. Cảm giác mới mẻ, tình túy, thú vị. Anh Tổ. Ừ. Anh đừng coi tạp chí nữa, nhìn em đi. Rất đẹp. Em có gì khác? Em đã xịt nước hoa. Không phải. Đã đổ sữa tắm mới. Người ta mặc đồ ngủ mới nè. Ồ phải ha. Rất đẹp, đẹp lắm. Vậy món bít tết hôm nay thế nào? Rất ngon. Còn qua? Đẹp. Có phim hay không? Anh đừng có đọc tạp chí nữa có được không? Những gì tiếp sau đây em hỏi, em không cần hỏi cũng được, chắc chắn em cũng sẽ nói được phải không? Nè, tối nay em có vẻ hơi bạo đó nha. Tối nay anh phải gọi em là nữ dương đó. Dạ, nữ dương. Ôi. Trời, phụ nữ đối mặt với người mình yêu bạo như vậy sao? Chà, vậy anh Tiêu sẽ gặp nguy hiểm rồi. Sao lại nhắc đến anh Tiêu? Trời ơi, Angela hẹn anh Tiêu đến biệt thự ký hợp đồng đó. Em thử nghĩ coi, vậy khác nào là bán thân chứ. Vậy cũng được sao? Sao Harry lại cho anh đi? Vậy còn em có cho anh bán thân cầu dinh không? Anh đừng có mơ nha. Sao em dám nghĩ tới chuyện này? Hả? Gì chứ? Xem ra nữ dương này phải dùng hình phạt nặng để xử anh đó. Hình phạt gì đây? Nè nè, đừng nha. Đừng làm vậy nha. Chết đi. Em hỏi anh chết chưa? Nè chết chưa? Đừng la tên tiếng quá để các con thích nó. Đừng thuộc lén mà. Đầu hàng chưa? Đầu hàng nữ dương. Dạ, thật đó, đầu hàng mà anh. Nói. Anh tự thú đây, lúc nãy anh đi cầu xong chưa có tắm. Anh ở giờ quá à. Bây giờ anh đi tắm đây. Mau lắm. Anh Tổ. Ủa? Em dậy rồi hả? Tối qua ngủ ngon phải không? Anh Tổ à. Ừ? Có phải tối hôm qua em ngủ quên không? Vậy là chúng ta không có gì đó hả? Tối qua em ngủ say như heo vậy đó. Anh không nỡ đánh thức em. Phải vậy thôi. Hôm nay khỏi vất vả lo điểm tâm nữa. Chúng ta cùng ba và Phương Phương Đạt Đạt ra ngoài ăn, có được không? Ờ. Không đáng. Thật là không đáng mà. Sao mình lại ngủ quên chứ?
Hẹn em ra ăn trưa. Có phải có chuyện gì muốn nói với em không? Anh đừng nói với em. Angela đã hẹn anh ngày mai đến biệt thự của cổ để ký hợp đồng. Đến biệt thự của cổ? Chỉ có hai người. Nhưng nếu như anh ký được hợp đồng này, anh sẽ trở thành cổ đông của công ty cổ. Đến chừng đó má em và Tina có thể dọn về sườn núi ở nhà cao cấp. Vậy có phải anh đã hứa với con, với Angela không? Anh chưa nhận lời. Nếu như em nói không thì anh từ chối. Tại sao anh lại suốt trái banh đó cho em chứ? Anh có thể quyết định đi hay không mà. Hương à, bây giờ tất cả những gì anh làm cũng chỉ muốn tốt cho hạnh phúc tương lai của gia đình chúng ta thôi. Vậy tức là anh đã quyết định rồi. Tại sao còn làm ra vẻ tôn trọng hỏi ý kiến em? Anh biết bây giờ anh có nói gì cũng vô dụng. Nhưng sau này em có thể làm lại người thượng lưu thì em sẽ biết quyết định này của anh là đúng. Làm như vậy có đúng không? Dĩ nhiên là đúng. Tôi rất chuyên nghiệp, mỗi trình tự đều làm rất ổn thỏa, chắc chắn sẽ không sai đâu. Tiểu Mạn à, tư tưởng của cô rất phóng khoáng. Tôi muốn hỏi nếu như, chỉ là nếu như thôi nha, trinh tiết của chồng cô mà có thể đổi được căn nhà cao cấp và tương lai của ảnh, cô có cho ảnh làm vậy không? Trinh tiết? Đàn ông làm gì có trinh tiết? Cho dù có cũng mất bất cứ lúc nào, huống chi là có thể đổi được nhiều thứ như vậy, càng không thể từ chối. Cũng đúng ha. Nè, chị nói người đàn ông nào mà đi lấy trinh tiết đổi mấy thứ đó chứ? Không có loại đàn ông đó. Nè, Hillary, cô định bán đứng trinh tiết của chồng mình thật sao? Đâu có. Nè, tại sao hai người lại ở đây vậy? Trước khi cô chưa tới thì chúng tôi ở đây rồi, ha? Phải đó. Nè, khoan đã. Người đàn ông vừa rồi chị nói là chồng chị hả? Không phải, làm gì có chuyện đó chứ, tôi hỏi chơi thôi. Hỏi chơi, tại sao không hỏi hai chúng tôi chứ? À, cô hỏi Tiểu Mạn tại vì con người của cô hơi phóng khoáng, sẽ ủng hộ cách nghĩ của cô có phải không? Đúng rồi, thử hỏi tôi và Mong đi. Ha, chúng tôi sẽ tát cho cô tỉnh đó. Bây giờ tôi tát cho cô tỉnh nè. Đừng bộ không đúng sao? Chồng tôi nợ tiền người ta, tôi cũng thà nằm ngoài đường với ảnh, cũng không có nhường chồng mình cho người ta. Bây giờ cô có phước mà không biết hưởng. Cô vì tiền á mà nhường chồng cho người ta, quá đáng quá không? Thì phải rồi, như vậy có khác nào bán chồng mình chứ. Thôi bỏ đi, có lẽ người ta cảm thấy tiền quan trọng hơn chồng mình. Sau này chị ân hận thì kệ chị. Sao hồi nãy cô nói không sao mà? Tôi tưởng chị chơi trò hỏi đáp với tôi thôi. Làm sao tôi biết chị đang nói chồng của chị chứ? Nếu là tôi, người đó là chồng tôi, dĩ nhiên không nhường cho người ta rồi, phải không? Làm gì kỳ vậy? Tôi có nói là tôi cho anh Tiêu đi đâu. Kỳ cục quá. Vậy cô phải kê gối lên cao mà suy nghĩ cho thật kỹ đi. Phải đó. Chị Nga. Đông, cho hai phần ăn đặc biệt đem về. Dạ được, dạ được. Như vậy sẽ làm cho da mặt rất khô. Da mặt khô chị nhất định sao? Phải thoa lên trước mới được. Dạ mà... vậy không? Ngoan. Ngoan. Ý, hôm nay học cả buổi mà, tại sao con không có đi học mà lại theo má đến đây ăn? Phải đó. Chị xách cái túi dắt con đi đâu vậy? Chồng tôi trốn nợ bỏ qua đại lục rồi, gọi điện hoài cũng không được. Tôi định cùng bé Mã tới quê ảnh tìm ảnh đó. Hả? Chị dẫn bé Mã cùng qua bển sao? Không được, bé Mã phải đi học mà. Với lại mình chị, cái đứa con qua bên đó rất là nguy hiểm. Phải đó. Biết làm sao chứ. Trước đây tôi làm việc ở quê đại lục đó, có quen bạn bè nhiều lắm. Để tôi gọi điện cho họ và họ đến quê của ảnh coi có tin tức gì hay không nha. Thật không? Cảm ơn nha anh Thành Tuấn. Vậy ăn sáng xong rồi đưa bé Mã đi học nha. Tôi biết rồi. Tôi đi gọi điện. Cảm ơn, cảm ơn. Nè Đông, ăn ở đây nha. Đừng có nghỉ học nhiều quá mà ăn sáng đi rồi đi học ha. Anh Thành Tuấn đúng là người đàn ông tốt, không giống như chồng tôi. Bỏ mặc hai mẹ con tôi không lo. Cô biết đó, một người phụ nữ không có chồng bên cạnh sẽ rất bàng hoàng. Hẹn gì hôm trước chị là Hillary giữ như vậy thì ra cảm thấy bức xúc. Không biết Hillary suy nghĩ ra sao nữa ha. Chị muốn biết hả? Hỏi cổ đi. Chà, sao đông đủ quá vậy? Ủa bé Mã sao lại ở đây? Trời ơi, tôi đói bụng muốn chết luôn à. Tôi phải gọi nhiều món để ăn mới được. Phải ăn gì ta? Chị còn nuốt được sao? Chị không ở nhà canh chừng chồng mình hả? Ảnh đâu có ở nhà canh gì chứ. Nè, đông đủ quá à. Lát nữa đến nhà Nga Mập chơi 24 gián nha. 24 gián? Không cần hỏi, nhìn mặt cô chắc chắn là cô thả anh Tiêu cho con nhỏ hơi lưng rồi.
đánh mặt trượt là giả dối, đốt cháy thời gian làm mình tê liệt thì đúng hơn. Nè, cô đừng có đem hạnh phúc của mình ra đùa giỡn. Lỡ như thua, cô mất luôn người chồng á, làm sao đây? Trời ơi, làm sao mà mất chứ. Nè, tôi nói cho chị biết nha, trước giờ tôi rất tốt số. Đợi tối nay anh Tiêu ký hợp đồng về thì tôi sẽ trở thành người giàu có. Đến chừng đó hả, muốn trả thù sao cũng có. Chị có biết ba cái chuyện đánh cược cuối cùng chỉ có cái ăn hay không? Chị đã phân biệt được cái và tụ chưa? Tình thế bây giờ cho thấy con nhỏ đó đã điều khiển hết tất cả mọi chuyện. Cổ là cái thì đúng hơn. Bộ dáng nào cái cũng ăn sao? Tôi nói cho cô biết nha, dáng này là tụ thắng đó. Nè 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 nè, sau này tôi trở về sườn núi làm người giàu có, mọi người sẽ hiếm có dịp gặp lại tôi đánh bài với tôi. Mọi người hãy nắm bắt cơ hội đi. Đáng lý tôi cũng không có tâm trí mà điên với cô, nhưng tôi thấy cô rất rộng lượng, đem lá bài tẩy của mình thả cho người ta ăn. Thật sự không chơi với cô cũng không được. Phải đó. Được thôi, chơi đi. Để tôi ăn nọ đã, chơi 24 gián nha. 24 gián. Hôm nay phải ăn sạch túi tiền của mấy người. Để chị ăn sạch cũng không sao, quan trọng là chồng của chị không bị người ta giật mất. Nè, trời ơi, tâm trí để đâu không mà. Thôi đừng chơi nữa. Phải đó. Trời ơi, không cẩn thận thôi mà. Xin lỗi ha. À, xếp lại nha, xếp lại. Có phải mất chồng rồi có thể tìm chồng khác không? Trời, đói bụng quá. Có gì ăn không? Má à, con vào bếp chiên cơm cho dì ăn đi. Dạ. Chị vẫn chơi sao lại kêu bé Mã chiên cơm? Có được không đó? Các bà nội trợ cho chúng ta đâu có chí lớn, cái gì cũng phải nhờ chồng nuôi. Bây giờ chồng đã bỏ trốn, không tập cho bé Mã gánh vác gia đình này sao mà được chứ. Còn cô, trong nhà cô toàn là phụ nữ, sau này có thể nhờ ai đây? Mất chồng rồi những ngày còn lại phải sống thế nào? Trời ơi, chị nói tôi hả? Lo gì chứ, chỉ đi một đêm thôi mà, sao phải lo chứ. Chính vì khắc đêm này cô để chồng cô ngửi mùi của hồ ly tinh, cô nghĩ còn giữ được hay sao? Thì phải rồi, đàn ông mà đi chơi một đêm sẽ cảm thấy ghiền đó, muốn ảnh quay lại cũng hơi khó. Bây giờ chồng cô là đường tăng, gặp phải bạch cốt tinh, lỡ bị con yêu tinh đó hút hết máu thì sao chứ hả? Bộ có tiền lớn lắm hả? Có tiền thì có thể giật chồng của người ta sao? Tôi không cần gì hết, tôi chỉ cần chồng của tôi thôi. Được, có chí khí. Anh Tiên. Sao gì? Sao nấu nước miếng dữ vậy anh? Món em làm thơm quá, ngửi thấy đã chảy nước miếng rồi. Hiếm khi em xuống bếp lắm, nhưng mà vì anh, em có thể hàng ngày nấu cho anh ăn. Thật không? Vậy thì anh phải ăn thử mới được. Hào sống và thịt bò sống. Phải đó, nghe nói là bổ lắm. Chẳng phải đàn ông mấy anh được thích món này sao? Ăn đi. Khoan đã, còn thiếu một thứ. Đó là mùi hương gì vậy? Sao ngửi vào thấy rất là hương phấn. Đây là dầu cam đắng trộn với hoa lài và hoa hồng. Con gái tụi em đúng là nhiều trò quá. Ăn đi. Nhông, cởi. Chà, uống có ly nước ngọt thôi mà sao lại nhức đầu quá vậy? Còn rất nóng nữa. Ngửi mùi thơm đó mà không biết mùi thơm đó có tác dụng kích thích sao? Sao lại như vậy? Tại sao anh lại lộng hình của em?
Sao anh biết được? Anh đã giữ hình của em thì chứng tỏ anh yêu. Anh đã có vợ rồi. Những gì vợ anh đã cho anh, em cũng có thể cho anh. Em còn có thể cho anh nhiều hơn nữa. Chị em có thể giúp anh làm gì? Dù là công việc hay chuyện riêng tư, ta mới là một cặp sống. Vợ anh đã biết anh yêu em mà dẫn cho anh tới, vậy chứng tỏ chỉ có anh yêu hơn nữa. Còn có em, khoan đã, để em đi tắm. Cô Mỹ Cái, tao liều mạng với mày. Cô đã vào trong rồi. Chúng ta vào giúp một tay đi. Nè, nè, đừng nóng nảy quá. Hillary là vợ của anh Tiêu thì phải vào bắt quả tang chứ. Chúng ta nên ở ngoài này để tiếp diện tùy cơ ứng biến. Ok. Không có mở máy lạnh hả? Sao trong phòng càng lúc càng nóng vậy? Anh Tiêu. Ê. Đi về Hương. Đi Hương, về sao đi. Lại đến đây? Đi về đi, chúng ta về nhà đi. Không được đâu, tụi anh còn chưa ký hợp đồng à. Đừng mà. Còn ký hợp đồng gì nữa? Em chỉ cần có anh thôi. Em thả ôm anh nằm ở ngoài đường, em không cần biết gì hết. Chỉ có em là tốt với anh nhất thôi. Em nghĩ kỹ rồi, em thả ôm anh cùng ngủ với gặp cậu còn hơn là bị người ta giật mất chồng. Anh và cổ có không? Có không có. Cổ đang tắm. May quá, chồng tôi vẫn còn. May quá. Không có gì nữa. Nè, gì? Bao lên đừng để mấy bạn em nhìn thấy anh không có mặc đồ. Nè anh Tiêu, chẳng phải anh đến ký hợp đồng sao? Người đàn bà như cô ký hợp đồng mà ăn mặc như vậy sao? Cô cám dỗ chồng của người ta, cô có biết xấu hổ không? Anh Tiêu à, anh nghĩ coi, anh kêu chị về hay là em kêu cảnh sát bắt chị đây? Gọi cảnh sát bắt tôi đi. Được thôi, tôi chỉ muốn cảnh sát bắt tôi hay là bắt cô đi cám dỗ chồng người ta. Được thôi, vậy chúng ta gặp nhau ở tòa nha. Gặp thì gặp, cô tưởng tôi sợ cô sao? Thì ra là cô. Cô đúng là hồ ly tinh. Cô đó, cô là hồ ly tinh. Cô là ai? Tôi là ai hả? Tôi chính là người đàn bà của anh Tiêu. Cái gì? Anh đó, anh giỏi quá nha. Anh nói anh đã có vợ cũng đành, bây giờ có vợ bé nữa. Vậy em là gì? Em là vợ ba, vợ bốn, vợ năm hay là vợ sáu? Anh Tiêu, anh... Được rồi, chỉ cần không có người phụ nữ khác, anh mới một lòng một dạ yêu em. Cô trẻ nhất, xinh đẹp nhất, tôi quỷ nhan sắc của cô. Cho cô chết nè. Đừng. Phụ nữ của anh Tiêu làm gì đến lựa cổ chứ? Tôi mới là người phụ nữ duy nhất mà anh Tiêu yêu. Cô tránh ra đi. Muốn quỷ nhan sắc chứ gì? Quỷ nhan sắc của tôi đi. Tôi giết vậy cho cô. Đừng. Đừng. Chạy mau đi. Làm cái gì vậy? Trời, đừng có nổi điên nữa. Tôi giết cô ta đi. Chạy đi. Đó là quỷ nhan sắc của tôi đi. Tôi phải giết chị. Tôi phải giết chị. Quỷ tôi nè. Thôi. Trời. Chuyện gì mà vui quá vậy? Qua đây ngồi đi. Nè, Tiểu Mạn à, thích ăn gì thì cứ gọi nha, tôi mời. Tất nhiên là phải mời rồi, người ta cực khổ làm diễn viên quần chúng, đóng rất là nhập vai, như vậy mới có thể kéo được người chồng về đó. Kéo chồng gì vậy?
chuyện của phụ nữ mắc mới gì tới anh chứ. Nè, khát nước quá, mau pha dì uống đi. Để có liền. Nhanh lên, nhanh lên. Tiểu mạng cũng hay thiệt đó. Nè, nếu là tôi á, có đánh chết tôi cũng không giả làm nhân tình. Nè nè nè, không sợ mít lòng nói một câu. Nếu chị giả làm nhân tình cũng không có ai tin đâu. Nè, trời ơi, cô còn dám cười người ta sao? Cũng may là tiểu mạng khôn lanh, nếu không bị bắt đến sở cảnh sát coi cô còn cười được nữa hay không. Thì phải đó. Ai biểu con nhỏ đó bắt chồng tôi vào phòng, làm sao mà nhịn được. Nè, cô cũng thiệt là lấy cây dũa đâm thẳng xuống, làm tôi sợ cô đâm trúng thiệt luôn đó. Chà, nếu không làm vậy Angela đó làm sao mà tin chứ. Nhưng mà cổ bị hù dọa như vậy, tưởng tôi là bà khùng, sau này không dám tìm anh Tiêu nữa đâu. Nhưng mà lần này tôi làm hỏng việc làm ăn của anh Tiêu, không biết phải làm sao. Cũng chưa hẳn đâu, biết đâu con nhỏ Angela đó vì muốn chứng tỏ mình và anh Tiêu trong sạch, cổ sẽ ký hợp đồng. Tôi không bao giờ dám nghĩ như vậy. Nè, nước uống tới rồi. Cảm ơn. Không có gì. Chà, thông minh thật. Nhưng mà lần này tôi có thể giữ được chồng cũng phải cảm ơn mọi người đó. Mời mọi người nâng ly. Tôi cũng chúc mừng cô đã chiến thắng đem được chồng của mình về. Chúc cô tiếp tục hạnh phúc. Vậy thì tôi chúc lại mọi người. Chị thì chồng chị sớm trở về, còn cô sớm hòa đồng lại với chồng. Cạn ly. Cạn ly. Nè. Vậy còn tôi? Thì chúc cô sớm tìm được người chồng tốt. Cảm ơn. Cạn ly. Nhìn đến bài tâm ma khiến chồng giả làm phụ nữ, mình phải trang bị cho mình thật tốt. Tôi nhất định phải chiến thắng trận này. 5 đồng rưỡi. Cảm ơn. Trời ơi, bắp tiền của tôi đâu? Trời ơi, chết rồi. Bỏ đâu vậy ta? Mông à, cô tìm cái gì vậy? Tôi bị mất bắp tiền, tôi có đem theo nè, mà. Cô kẹp ở nách kìa. Hả? Cho tôi một ký cải thìa đi. Cảm ơn. Nè, túi rau này của tôi mà. Hả? Vậy rau của tôi đâu? Cô đã bỏ vào giỏ rồi. Ê trời. Nè, sao hồi nãy cô như người mất hồn vậy? Không, hôm nay tâm trạng tôi rất hồi hộp. Đang đặt Phương làm kiểm tra phải không? Không phải. Tôi đã hẹn với chồng của tôi tối nay đi ăn cơm và khiêu vũ. Chà, không ngờ hai vợ chồng cũng lãng mạn quá ha. Trước đây đi khiêu vũ, tôi và chồng của tôi quen nhau đó. Mà chúng tôi còn là nhất vũ định tình nữa đó. Nhìn mặt của cô kìa, hạnh phúc ghê. Chà, trễ quá rồi, không được. Trước khi chồng tôi tan sở, tôi phải làm hết việc nhà mới đi được. Không nói nữa, đi nha, bye bye. Ê, trời ơi, xin lỗi nha. Anh Sâm. Chào chị Phương. Đã tắt ga chưa vậy? Trời ơi, hình như hồi nãy mình chưa có tắt ga. Trời ơi, tôi chết rồi. Nếu chưa tắt ga bị cháy nhà là lớn chuyện á. Tôi đừng dẫn chơi nữa. Sau đây là tin trong nước. Ở dãy nhà của Thạch Hiệp Dĩ xảy ra một vụ ngập nước. Theo tìm hiểu là do chủ hộ đi vắng quên khóa vòi nước, sau đó dẫn đến tình trạng bị ngập. Mình chỉ khóa ga quên khóa nước không? Khóa ga rồi, khóa vòi nước rồi. Trời ơi, chưa khóa cửa. Xong xuôi. Hình như chị đóng cửa sổ. Chị Phương à, tôi thấy chị đi ra đi vô nhiều lần rồi, có phải có chuyện gì không? Có cần tôi giúp đỡ chị không? Vậy sao? Không có, vì ba chồng của tôi đã dẫn hai đứa nhỏ đi ăn buffet và khoai xiết cho nên ở nhà không có ai. Cái gì cũng phải kiểm tra cho thật kỹ, chỉ vậy thôi, chỉ vậy thôi. Vậy hả? Thôi chết, trễ 45 phút rồi, trời không nói nữa, tôi đi đây. Bye bye.
Ủa dạ, xin đi cảnh giác, xin đi cảnh giác vậy? Có đau không? Ủa dạ. Nhìn em kìa, chạy đến nỗi đổ đầy mồ hôi luôn nè. Xin lỗi nha anh tổ, em đến trễ. Em không sao đâu, mau vào trong đi, em đặt bàn rồi. Dạ. Hả? Nghe em hẹn anh ở cướp khiêu vũ, thật sự anh mừng cả ngày trời. Vậy hả? Hèn gì lại đi xịt keo, đẹp trai quá. Cảm ơn nha cha. Chúng ta vào trong đi. Dạ, em ngồi xuống chọn món đi. Anh vào nhà vệ sinh một chút. À, cảm ơn. Xin hỏi chị uống gì? À, một lát đi. Cô lấy cho tôi 2 ly nước. Dạ được. Chắc là mình phải khởi động trước thôi. Mất công lắm nữa đập trúng chân, làm ông cổ mất hứng thì không ngon. Thì phải đánh bại tâm ma khiến anh tổ giả làm phụ nữ. Hôm nay mình phải nhảy thật hay để lôi cuốn sự chú ý của chồng mình. Đừng căng thẳng, đừng căng thẳng. Vì chồng mình nhất định không thể lùi bước. Thank you.